Chào các em. Trong buổi học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 6 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Đề gồm có 2 phần. Phần 1 trắc nghiệm, phần 2 tự luận. Phần số 1 trắc nghiệm. Câu 1: viết ký hiệu cho diễn đạt x là một phần tử của tập A là thì x thuộc A. Vậy thì câu 1 chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu số 2: chữ số 4 trong số tự nhiên 3452 có giá trị bằng bao nhiêu? Chữ số 4 ở hàng trăm. Số 3452 thì chữ số 4 ở vị trí là hàng trăm, do đó thì nó có giá trị là 400. Vậy câu 2 chọn đáp án C. Câu 3: trong các số sau, số nào là ước của 33? Ước của 33 đúng không? Vậy thì chúng ta lấy này, 33 chia hết cho 11. Vậy thì 11 chính là ước của 33. Vậy câu 3 chọn đáp án đúng là đáp án D. Câu 4 chọn câu sai. Đáp án A: số đối của số -4 là 4. Số đối của -a là A. Vậy thì đáp án A đúng nè. Đáp án B: số đối của 7 là -7. Cái này là đúng rồi. Số đối của A là -a. Đáp án C: số đối của 11 là (-11). Bởi vì chúng ta lưu ý này, trừ của -11 chính là 11. Vậy số đối của này là chính là 11 là sai rồi, đúng không? Vậy số đối của này phải là -1 cái đúng rồi chưa? Cho đó thì cái này sai nè. Vậy câu 4 chọn C. Còn đáp án D là số đối của 0 là 0, hoàn toàn chính xác. Đúng không? Bởi vì cái này nè, trừ của -1 chính là 11. Vậy cái này số đối của 11 là sai rồi. Thấy chưa? Câu 15. Điểm A trong hình bên biểu diễn số nguyên. Chúng ta lưu ý nè, cái này là -1 nè, là -2 nè, -3, -4. Vậy điểm A trong hình bên biểu diễn số nguyên gì đây? Là trừ mấy? -4. Chỗ này -2 nè, này -3 này, đây sẽ là -4. Vậy câu 5 chọn đáp án B. Câu 6. Trong các câu 6 là hình vuông có cạnh là A, hình 1 đây. Thì chu vi của hình vuông đó là bao nhiêu? Thì chúng ta chú ý nè, chu vi hình vuông thì bạn cạnh nhân cho 4. Chu vi hình vuông bằng cạnh nhân 4. Vậy chúng ta lấy A nhân 4 là 4A. Vậy thì câu 6 chọn đáp án A. Câu 7. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thôi? Hình thôi là hình có 4 cạnh bằng nhau. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là, và 2 đường chéo vuông góc với nhau nha. Vậy cái đúng ở đây chính là đáp án gì? Đáp án C. Hình đây chính hình thôi. Câu 8. Viết tích 5 mũ 6 nhân 5 mũ 2 dưới dạng một lý thừa. Thì chúng ta nhắc công thức là gì đây? A mũ M nhân A mũ N. Khi nhân hai lý thừa cùng cơ số thì chúng ta giữ cơ số lại này, lấy mũ cộng lại với nhau. Có nghĩa là giữ cơ số A là lấy mũ cộng lại với nhau là M cộng N á. Vậy thì ở đây là cơ số là 5 này. Giữ cơ số 5 lại thì lấy 6 cộng 2 là 8. Vậy 5 mũ 8. Đây chính là bằng 5 mũ 8. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Câu 8 chọn B. Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên tố có 2 chữ số hàng chục là 2? Thì số nguyên tố thì chúng ta có chữ số hàng chục là 2 thì chúng ta có là đọc này là 20 này đúng không? 20 là không có rồi. Số nguyên tố là số có đúng 2 ước, 1 và chính nó. Số nguyên tố là số có đúng 2 ước, 1 và chính nó. Vậy thì số 20 không được này, 21 là không được này, 22 không được, 23 được đúng không? Vậy là 23 là một số này. 24 không được, 25 không được, 26 không được, 27 không được, 28 không được và 29 được. Đúng không? Vậy là có 2 số. Vậy là có hai số nguyên tố, có hai chữ số mà chữ số hàng chục là số 2. Vậy thì có hai số, do đó thì đúng ở đây chính là đáp án D. Câu 9 chọn D. Câu 10. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 5, cả 5 và 2 thì số tận cùng là chữ số 0 chia hết cho số 2 và số 5. Vậy thì số 2020 là tận cùng là số 0 chưa? Vậy thì nó chia hết cho 5 và cho 2. Vậy câu 10 chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu 11 cho biết A bằng 2√3 × 5, B bằng 2 × 3√2 × 5. Khi đó ước chung lớn nhất của A và B bằng bao nhiêu? Chúng ta nhớ này, ước chung lớn nhất thì lấy thừa số chung và nhớ là mũ nhỏ nhất. Ước chung lớn nhất của AB bằng đây. Thừa số chung ở đây chính là 2 và 3. Vậy là 2 nhân cho 3 này. Mũ nhỏ nhất. Đây 2 mũ mấy? 2 mũ 3, cái đây 2 mũ 1, chọn 2 thôi. Và ở đây 3. À cái đây xin lỗi, ở đây mấy đây? À cái đây 5 đúng không? 2 và 5, 2 và 5. Vậy là 2 mũ 1 này. Còn 5 ở đây là 5 mũ 1, do đó thì chọn 5 thôi. Kết quả là bằng 10. Ước chung lớn nhất của A và B là bằng 10. Vậy câu 11 chọn đáp án B. Câu 12. Một miếng bìa có dạng, một miếng bìa có dạng này. Một miếng bìa có dạng như hình vẽ này. Và kích thước như hình bay. Diện tích của miếng bìa bằng bao nhiêu? Rồi các em xem hình này. Hình này đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ thấy là cái chiều dài này đúng không? Là 3 cm này. Cái chiều dài 3 cm, cái chiều dưới đây cũng là mấy cm này. Cái này cũng là 3 cm. Thấy chưa? À, xin lỗi, cái này là 3 đúng không? Mà cái này 1 chưa? Đoạn này 1 này. Cái đoạn này 1 chưa? Thì cái đoạn này là mấy? Là 2. Cái đoạn này, đoạn nhỏ là 2 này. Cái này sẽ là 2 cm không chưa? 2 cm. Lưu ý chưa? Đó. Thì cái hình này bây giờ này, cái đoạn này là 1 này, 1 cm này. Cái đoạn này là nhớ là 2 cm. Đó, đây, hình này hình vuông chưa? Thì cái miếng bìa này chúng ta cắt thành hai hình. Hình này chính là x1 đi, diện tích x1 là x2. Bây giờ chúng ta tính diện tích x1 và x2. x1 bằng gì đây? x1 thì bằng gì? Hình đây là hình vuông, bằng cạnh nhân cạnh, nó bằng 2 nhân cho 2, bằng 4 cm vuông. Còn hình nhỏ này cũng là hình vuông luôn, cạnh là 1 cm. Vậy x2 sẽ bằng gì đây? 1 nhân cho 1 chính là bằng 1 cm vuông. Được chưa này? Vậy thì cái diện tích tổng nó bằng gì đây? Bằng x1 cộng gì? x2. x1 là 4, x2 là 1, cộng lại là bằng 5 cm vuông. Vậy thì câu 12 đó đúng ở đây chính là đáp án C. Lưu ý là đơn vị là cm vuông nha. Đáp án C. Câu số 13. Khối 6 có 232 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu ô tô có 24 chỗ ngồi để đủ cho tất cả học sinh. Thì bây giờ người ta bác mình tìm là ít nhất bao nhiêu ô tô, thì chúng ta lấy gì? Lấy cái số học sinh nè chia cho số chỗ ngồi của một ô tô, đúng không? Thì chúng ta lấy 232 chia cho 32. Vậy là 232 này chia cho 24, đúng không? Chia cho 24. Vậy là 23 chia 24 không được này. Thì chúng ta lấy 232 chia cho 24 được mấy đây? Được là chúng ta nhẩm là 6, 12 không được rồi, 7, 7, 28 một không được, 8 làm 4, 32 biết 2 nhân 3, 8, 2, 16, 31 còn thiếu, và 9 đi đúng không? 9, 4, 36 biết 6 nhân 3, 9, 2, 18, 18 13 nữa là 21, vậy là 216. 216 đúng chưa? Phải lấy 232 trừ 216 là 12 trừ 6 còn 6 này, 10 12 trừ 6 còn 6. Cái đây còn 2 còn 1 còn 16 được chưa? Dư 16. Và là dư 16, 232 chia 24 còn dư 16. 232 chia 24 được 9 dư 16. Vậy thì cái này là chuyến ô tô chưa? Cần chuyến ô tô này, chuyến chiếc này, chuyến xe ô tô đó. Còn cái này 16 người phải cần thêm một chiếc ô tô nữa. Vậy tổng cái này, tổng là 10. Vậy chúng ta cần 10 chiếc xe ô tô. Vậy thì câu đúng ở đây chính là đúng dưới đây chính là đúng gì anh? Đúng D. 10 chiếc xe. Câu 11, câu 14. Vào một ngày tháng mẫu một mẫu sơn lợn sơn. Ban ngày nhiệt độ là -2 độ C, ban đêm hôm đó nhiệt độ giảm 1 độ C. Và nhiệt độ ban đêm hôm đó là bao nhiêu? Ban ngày là -2 độ C, ban đêm là giảm thêm 1 độ C nữa, thì chúng ta lấy gì? Trừ 2 nè, chúng ta cộng cho mấy đây? Trừ mấy? Trừ 1 nữa là trừ mấy đây? Trừ 3. Được chưa? Và nhiệt độ ban đêm hôm đó sẽ là -3 độ C. Thì nó giảm 2 đúng không? Nó có -2 độ C này, rồi nó giảm thêm mấy nữa? Giảm thêm 1 nữa là giảm 3, thành 3, được chưa? Tóm lại là ban đêm nó sẽ -3 độ C. Ban ngày là -2 độ C, ban đêm giảm thêm 1 nữa, có nghĩa là cộng thêm trừ 1 nữa là thành -3 độ C. Vậy câu 14 chọn đáp án A. Câu 15. Chữ số tận cùng của số n bằng 3 mũ 40 bằng bao nhiêu? Thì cái này chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta biến đổi cái chỗ 3 mũ 40 đó. N bằng đây. 3 mũ 40 thì nó bằng là 3 mũ đây. 3 mũ 4 của mũ 10. 40 là 10 nhân 4 mà, đúng không? Bằng 3 mũ 4 tất cả mũ 10. 3 4 chính là bằng 81. 81 là 81 mũ 10. Vậy thì nó bằng như đây. Nó bằng là chấm 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 nhân cho cuối cùng là nhân cho mấy? Nhân cho 1 tất cả mũ 10. Thấy chưa? Vậy thì cái số này là tận cùng là mấy? Tận cùng là 1. Và tận cùng của nó chính là tận cùng sẽ là chữ số 1. Yeah. Vậy thì câu 15 chọn đáp án đúng là đáp án C. Phần số 2 là phần tự luận. Bài số 1 cho biết số tự nhiên n đọc là 2021. Hãy viết số tự nhiên n và tập hợp m các chữ số của n. Thì câu A chúng ta sẽ làm hai ý. Rồi câu đầu tiên là câu A này. Bài 1. Câu A. Câu A là viết số tự nhiên n. Này câu A sao viết như sau này. Số tự nhiên n là 2021. Thì cho sẽ là 2021. Rồi ý thứ hai là gì đây? Ý thứ hai là viết tập hợp m các chữ số của n. Ý thứ hai là tập hợp m này. Tập hợp m bằng mở móc ra này. Và ở đây là gồm có gì đây? Số 0, số 1 và số 2. Số 0, số 1 và số 2 gồm 3 phần tử là 0, 1, 2. Vậy là xong câu A. Câu B. Câu B là thay dấu sau bằng một chữ số để số 2 sau 5 này chia hết cho 9. Thì chúng ta lưu ý một số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Và chúng ta có này, số 2 sau này, 5 này, gạch ngon lên đầu này, chia hết cho 9. Suy ra là 2 cộng cho sau cộng cho 5 phẩy chia hết cho 9. Thấy chưa? Số cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9. Và cái này chính là gì đây? 2 cộng 5 là bằng 7. Vậy 7 cộng sau chia hết cho 9. Và tiếp theo này, lý luận này. Lưu ý là sau á, là nằm ở vị trí hàng chục. Nhớ chưa? Do đó thì sau lớn bằng 0, nhỏ bằng 9. Vì sau là chữ số hàng chục. Vì sau là chữ số hàng chục của số 2 sau 5 gạch ngon đi đầu. Suy ra sau thuộc n và sau lớn bằng 0, nhỏ hơn bằng 9. Vì sau là chữ số hàng chục của số 2 sau 5 nên sau thuộc n và sau lớn bằng 0, nhỏ hơn bằng 9. Và chúng ta liệt kê từ số 0 đến số 9, kiểm tra. Vậy 7 cộng sau cho 9 thì số 0 là thành 7 là không được đúng không? Vậy là 1 không được này, 2 không được này, 2 được đúng không? 2 được. Sau bằng 2 thì 7 cộng 2 là 9. 9 cho 9 được chưa? Vậy 2 được nè, số 2 được. Số 3 không được nè, số 4 không được, số 5 không được, số 6 không được, số 7 không được, số 8 không được. Số 9 không được luôn. Phải tóm lại thì sau bằng 2 thôi. Sau bằng 2 ra, duy nhất một số luôn. Vậy thì số cần tìm của mình chính là 225. Và suy ra số 2 sau 5 chính là gì đây? 225. Câu C. Câu C là cho A bằng -10, B bằng 5, C bằng -49. Tính tích A nhân B, so sánh A nhân B với C. Trước tiên tính A nhân B trước này. Ta có A nhân B bằng A là -10, B là 5, vậy là bằng -10 nhân 5. -10 nhân cho 5 là bằng -50. Vậy thì A nhân B bằng -50, còn C thì bạn -49, vậy là -50 bán -49 rồi. Vì -50 bé hơn -49. Do đó thì sao đây? A nhân B sẽ nhỏ hơn C. Đúng chưa? A nhân B bằng -50 mà C bằng -49, do đó -50 nhỏ hơn -49, do đó thì A nhân B bé hơn C. Vậy là xong. Tiếp theo là bài số 2. Bài số 2, câu A. Câu A là gì đây? Câu A là tính giá trị của các biểu thức sau, tính hợp lý nếu có thể. Câu A. Câu A này. Câu A bài 2. Là bài 2 nha. Bài số 2 câu A. Câu A là A lớn bằng 245 chia cho 8 bình phương trừ cho 15. Và nó bằng 245 chia cho 8 bình phương là bằng 64 trừ cho 15. Chúng ta làm trong ngoặc trước, anh chưa? Bằng 245 chia cho 65 mà trừ cho 15 là bao nhiêu? 65 mà trừ cho 15 là bằng 49. Đúng không? 49 cộng 15 là bằng 664, đúng rồi. Rồi 245 chia 49 bằng bao nhiêu? 245 này chia cho 49. 24 chia 49 không được, mượn mà lấy ba chữ số là 245 chia 49 được mấy đây? Nhẩm thử xem này. Nam đi, đúng không? Nếu Nam đi. Nam 945 biết Nam nha, 4. Nam là 420 và 24, vậy là 245 bằng 0 rồi. Tóm lại là bằng 5. Kết quả câu A bằng 5. Câu B. Câu B là B bằng 537 cộng 345 trừ 537. B bằng 537 này cộng cho 345. 345 trừ cho 537 bằng. Chúng ta để ý này, cái này là 537, cái này trừ 537, chúng ta phá dấu ngoặc ra. Bằng 537 này cộng cho 345 và cộng cho trừ 537. Vậy bằng 537 chúng ta nhóm với trừ 537, vậy là 537 này cộng cho trừ 537. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông lại và cộng cho 345. Hai số đối cộng lại với nhau bằng mấy? Bằng 0. Trừ A cộng A bằng 0. Cái này bằng 0 rồi này. Vậy 0 cộng 345, kết quả là bằng 345. Tiếp theo là câu B. Học sinh lớp 6A khi xếp thành 3 hàng, 5 hàng, 29 hàng đều vừa đủ. Biết số học sinh lớp 6A từ 40 đến 50 học sinh, tính số học sinh lớp 6A. Thì chúng ta gọi là A là số học sinh cần tìm. Câu B này gọi A, mở ngoặc, đơn vị là học sinh, là số học sinh cần tìm. Và điều kiện ở đây là A thuộc N sau, có nghĩa là A thuộc số tự nhiên khác 0. Và lưu ý, A là số học sinh thì A chia hết cho 3, cho 5 và cho 9 theo đề. Theo đề ta có này, A chia hết cho mấy? Cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 9. Và gì đây? Và lưu ý là A lớn hơn mấy? Lớn hơn 40, nhỏ hơn 50. A lớn hơn 40, nhỏ hơn 50. Có nghĩa là số học sinh của mình là từ 40 đến 50 thì chúng ta lấy dấu bàn cũng được, được chưa? Lấy dấu bàn cũng được. A lớn bằng 40, nhỏ bằng 50. Do đó thì suy ra A thuộc bội chung của 3, 4, 3, 4, 3, 5, được chưa? Của 3, của 5 và của 9. 3, 5, 9. 3, 5, 9. Sau đó chúng ta phân tích ba số này ra thừa số nguyên tố thì số 3 sẽ bằng gì đây? Bằng 3. Số 5 bằng 5. 9 thì bằng 3 mũ 2. Sau đó chúng ta tìm bội chung nhỏ nhất của số 3, số 5 và số 9. Bội chung nhỏ nhất thì lấy cả chung lẫn riêng. Nhớ lấy bội chung nhỏ nhất thì lấy cả chung lẫn riêng. Mũ là mũ lớn nhất. Và đây thì chung lẫn riêng ở đây chính là 3, 5. Đúng không? 3 và 5. Và đây thì số 3 với số 3 bình phương, đúng không? 3 với 3 bình phương, chọn 3 bình phương. Còn số 5 thì không quan tâm rồi. Số 5 là một số thôi, mũ một luôn. Vậy thì 9 x 5 là bằng 45. 3 bình phương là 9, 9 x 5 45. Sau đó chúng ta tìm bội của 45. Bội 45. Bội 45 thì chúng ta lấy 45 nhân 0 là 0 này, 45 nhân 1 là bằng 45, 45 nhân cho 2 là bằng 90. Đúng không? Bài chấm, bài chấm. Còn rất là nhiều. Mà điều kiện ở đây thì A gì đây? A lớn bằng 40, nhỏ bằng 50. Vậy chứng tỏ đây là 45 thôi. Vì A lớn hơn bàn 40, bé hơn bàn 50. Vậy suy ra A là bao nhiêu? A để chọn ra là 45. 45 thì điều kiện của mình là A thuộc anh là sau. Do đó thì thỏa mãn điều kiện nào? Thỏa mãn điều kiện. TMDK chính là thỏa mãn điều kiện. Kết luận vậy số học sinh của lớp 6A là bao nhiêu? Là 45 học sinh. Hay là vậy số học sinh cần tìm là 45 học sinh. Tiếp theo là câu C, cho A thuộc N, có nghĩa là số tự nhiên á, chứng tỏ rằng A bình phương cộng A cộng 2021 không là bội của 5. Chứng tỏ A không, chứng tỏ là số cái này này, chứng tỏ cái A bình phương cộng A cộng 2021 không là bội của 5. Thì cái câu này chúng ta để ý này, chúng ta học rồi, chúng ta học trong cái phần trong lý thuyết giáo khoa đó, thì chúng ta có gì đây? A mà chia hết cho M, rồi B cũng chia hết cho M, thì suy ra đây, suy ra A cộng B sẽ chia hết được cho M, nhớ chưa? Còn nếu A chia hết cho M mà B thì không chia cho M thì sao? Thì tổng A cộng B sẽ không chia hết cho M. Rồi bây giờ chúng ta lý luận này, chúng ta để ý này, ở đây người nói là, ở đây người ta nói là chứng minh cái này là không là bội của nam, có nghĩa là sao? Cái này không chia cho nam á, đúng không? Vậy thì chúng ta để ý này, trong ba cái này thì chúng ta thấy là cái số 2021 này nó có chữ số tận cùng là mấy? Là 1, đúng chưa? Vậy thì số này không chia hết cho nam, đúng không? Do đó thì tổng cái này sẽ không chia hết cho nam, vậy thôi. Rồi lý luận này nha, câu C này, số chia hết cho nam có chữ số tận cùng là 0 hoặc nam, có chữ số tận cùng là 0 hoặc nam. Số chia hết cho nam có chữ số tận cùng là 0 hoặc nam, mà này, mà trong tổng có một thừa số là 2021 này, có chữ số tận cùng là 1, đúng không? Là 1, cũng là 1, đúng không? Có số tận cùng là 1 nên sao? Nên tổng không chia cho nam. Mà số gì đây? Mà trang tổng, mà trang tổng. Câu đây khó nha. Trang tổng. Trang tổng A bình cộng A cộng 2021 á, có một thừa số là 2021 có chữ số tận cùng, có chữ số tận cùng là gì đây? Là 1, mà trang tổng có một thừa số tận cùng, có một thừa số là 2021 có chữ số tận cùng là 1, nên cả tổng không chia hết cho 5, được chưa? Kết luận vậy A bình phương cộng A cộng 2021 không chia hết cho 5. Đây chính là điều phải chứng minh. DBCM chính là điều phải chứng minh. Nói lại này, số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5, mà trang tổng có một thừa số là 2021 có chữ số tận cùng là số 1, nên cả tổng không chia cho 5. Vậy thì tổng A bình cộng A cộng 2021 không chia cho 5. Câu đây là một câu khó mà hay nè, yeah, câu rất khó. Rồi bài cuối cùng là bài số 3. Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 600 m², chiều rộng là 20 m, Cửa ra vào khu vườn rộng 3 mét. Câu A, tính chiều dài của khu vườn. Câu B, người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng 3 tầng dây thép gai. Hỏi cần phải dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào. Câu A này. Trước tiên chúng ta vẽ cái hình ra. Vẽ nhóp cái hình ra. Nhóp thôi. Đây là cái hình chữ nhật này. Khu vườn hình nhật. Đây chính là khu vườn hình chữ nhật. Thì diện tích ở đây cho là 600 mét vuông. Rồi chiều rộng này. Chiều rộng đúng không? Chiều rộng chính là 20 mét. Thì làm câu A trước nha. Câu A trước. Câu A là tính gì? Tính chiều dài khu vườn. Và là chiều dài khu vườn. Chiều dài khu vườn là, chúng ta nhớ là công thức tính diện tích hình nhật là gì? Diện tích hình chữ nhật bằng dài nhân rộng. Mà chúng ta có diện tích rồi, có chiều rộng chưa? Tính chiều dài bằng cách nào? Tính chiều dài lấy diện tích chia cho chiều rộng. Chúng ta lấy 600 này chia cho 20. Lấy diện tích chia chiều rộng ra chiều dài. Vậy thì 600 mà chia 20 là còn 30, đơn vị là mét. Câu A xong này. Câu B. Câu B là người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng 3 tầng dây thép gai. Tới 3 tầng là nghe chưa? 3 tầng này. Hỏi cần phải dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào. Mà chúng ta nhớ này, cửa ra vào của khu vườn á, là rộng 3 mét. Cái cửa ra vào như vậy này, đây. Đây cửa ra vào giả sử cái này đi. Đó, cửa ra vào đây. Là 3 mét, rộng 3 mét. Được chưa? Rộng 3 mét, cho 3 mét đi. Đó. Thì đầu tiên chúng ta phải tính chu vi của khu vườn. Tính chu vi khu vườn trước nha. Là lấy gì? Chiều dài có chưa? Chiều dài là bao nhiêu mấy rồi? Lấy dài cộng rộng nhân cho 2 chu vi á. Và sau đó chúng ta tính số mét dây thép gai. Thì chúng ta sẽ lấy cái chu vi đó trừ đi mấy? Trừ đi 3 mét này, đúng không? Do họ làm cái chỗ này cửa ra vào là 3 mét rồi, trừ đi 3 mét. Sau đó nhân cho mấy? Nhân cho 3, do nó 3 tầng, đúng không? Bằng 3 tầng dây thép gai này, nhân cho 3 nữa. Vậy thì đầu tiên câu B nè, tính gì đây? Tính chu vi khu vườn. Chu vi khu vườn là chúng ta lấy dài là 30 này, rộng là 20 và nhân cho 2. 30 nhân 2 là 50, 30 cộng 20 là 50. 50 nhân 2 là 100 mét. Được chưa? Vậy là số mét dây thép gai. Cần dùng số mét dây thép gai cần dùng là như đây. Chúng ta lấy gì? 100 trừ đi 3 mét cửa ra vào, trừ đi 3. Và do là có 3 tầng đúng không? Làm 3 tầng nhân cho 3 nữa. 100 trừ 3 bằng 97. 97 nhân 3 là 7 nhân 3 mốt với 1 nhân 2. Rồi là 3 nhân 7 mốt 1 nhân 2. 3 nhân 9 27, 1 là 2 với 2 là 29. 291 mét. Được chưa? Vậy số mét dây thép gai cần dùng là 291 mét. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.